Ok, chào mọi người quay trở lại channel của mình là Mèo Full Admin đây. Và trong ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái hướng mà mọi người đã rất là mong chờ, chính là sale của chúng ta sale 50% và chúng ta nên bullet nào. Chờ đầu tiên thì đằng này nó sẽ sale từ 21 đi xuống chứ không sale từ 20. Thế cho nên là chúng ta sẽ mua những cái deck mà nó có cái khả năng là free hoặc là nó không free cho đóng nhưng được cái là nó chơi rất là lâu. Thứ nhất thì mình muốn nói đó chính là chúng ta sẽ chơi là Wendred. Wendred nó có khả năng combo với Shiganu rất là mạnh. Khi mà nó có cái khả năng nó chính là con này là 6 sao và con Battle Lord đúng không mọi người? Ủa không phải. Đúng rồi, con này là 8 sao. Thì hai con này khi mà chúng ta kết hợp với Shiganu kiếm 2 sao thì nó sẽ triệu hồi ra Syndra 8 và Syndra 10 khiến cho cái việc mà Dead Hand thì không gắt gì xảy ra đấy. Và cái việc mà cái Dead này ấy, nó còn tồn tại ở một phần nó hạt với anh em luôn là Dead này rất dễ bị Dead Hand bởi vì nó có thể sợ ra được quái Wendred nhưng mà nó không sợ ra được quái gì tua và không sợ ra được spell đi tua. Thế cho nên là kiểu như là nó kiểu hơi bị dead hand một tí, nhưng mà cái dead này nó có một cái điểm mạnh thì đây mình sẽ cho anh em xem tấm sạch trước luôn. Đâu rồi nhỉ, đây rồi, ném một tấm rồi ạt một bên red món tờ dead lên tay. Ok, nó ơi không, mình nói tới đâu rồi nhỉ? À ừ tôi nhớ rồi. Ok thì đầu tiên nó chính là cái skill của Asuka, đó là Guitar K hay là Master of Rite 2 ấy. Nó sẽ triệu hồi một cái Guitar K lên trên sân của mình, tấm đó đối phương sẽ không thể nào chọn quái của đó của mình đấy. Còn cái con mà Executor này thì khi mà tấm này được triệu hồi ghi tua ở trên sân, đối phương không phải chọn tấm nào khác ngoại trừ nó. Ghi tua cây không cho chọn con này và con này không cho chọn tấm nào khác, khiến cho cái việc mà hai con này nó lấp lẫn nhau làm cho đối phương không thể nào chọn được bất kỳ tấm nào trên sân của mình đấy. Thế cho nên là những effect target như là Blue Eye này, Cosmic Cyclone cái kiểu đều vô dụng với Vendred. Okay. Và Death này là một trong những cái Death mà control rất là mạnh. Nếu như chúng ta đi đầu đi sau thì tỷ lệ thắng nó sẽ không được cao như đi đầu, nhưng mà được cái là đi đầu thì chúng ta sẽ rất là mạnh khi mà chúng ta dùng chó và ma để dì tua. Ok, còn cái Saber Gigant này thì mọi người mình phi là mọi người không nên bui đấy. Saber Gigant này thì nó kiểu như là nó bị nép rồi đấy, cho nên bây giờ nó nói chung là nó dễ dở ương ương, nó không còn như xưa nữa. Hồi xưa thì lúc mà mình định làm cái video này thì mình khi trong đầu để chắc chắn phải bôi bộ này bởi vì bộ này là sống họ nhất, nhưng mà bây giờ nó không còn họ nữa rồi. Đấy, trong bộ này thì có Cyber Crystal thôi, chả có gì phải gọi là ok kìa. Blazing Rose này thì có một bộ duy nhất mà chúng ta cần phải nói, đó chính là Metaphys. Vì sao mà mình lại không chọn Subtaigon? Cái hiệu ứng của Subtaigon nó là flip và cần tròn, thế cho nên nó phải đi đầu nó mới ổn. Thứ hai nữa đó chính là nó có thể sẽ bị tiêu diệt hoặc là bị nray trước khi mà nó kích hoạt effect. Còn sức tay gòn nữa à, đây target rồi này, thế cho nên là những effect target ấy như mình nói rồi nó không đánh để các bên red, thế cho nên là mình không ưu tiên lắm. Chúng ta sẽ đến với Metaphys. Dù con chó nó bị nép chung với cây rồi thì cái đó nó cũng khá là Sida một tí, nhưng mà chúng ta có gương hết cho nên không sao cả. Khi và những bọn effect của bọn Metaphys này nó sẽ loại khỏi cuộc chơi hết tất cả spell hoặc là quái của đối phương hết, cho nên là nó không có target. Cái này rất là ok. Và con gầm chủ lực của Death này thì nó sẽ là miễn nhiễm với trap, hết cho nên là chúng ta có thể yên tâm mà đấy nó để tiến vào giai đoạn battle phase. Okay. Và cái Death Garland of Rock là một cái Death mà mình đánh giá rất là cao. Chúng ta có hai đét đúng không, hai đét đúng không, đúng rồi, hai đét sẽ được bôi chủ yếu ở đây, đó chính là Tyranid và Magnet. Thì giữa hai đét này ấy, thì mình có đánh giá đó chính là Tyranid thì nó chơi rất là rẻ, nhưng mà cái đối chơi của nó thì nó đơn điệu
đây nó dễ bị bắt bài. Còn mắt nét thì nó cũng coi là đơn điệu, cũng dễ bị bắt bài bằng cách là triệu hồi quái mắt nét ra, nhưng mà nó được cái là nó có thể dùng để EC, Synchro và những cái đó làm rất bất ngờ. Đây, chúng ta có thể EC hai con 3 sao này, con tâm linh 3 sao gì đó, tôi không biết là tuner ấy. Thế có thể EC con 6 sao Naturia hoặc là dùng để overlay Ganymed các kiểu con đại điểu, tùy mỗi người chơi. Thì tùy vào số lượng anh em, nếu anh em thích chơi nhây thì mắt né là một lựa chọn tốt. Còn nếu mà anh em thích chơi Control, OTK các kiểu thì chúng ta nên chọn GMX. GMX thì chú ý chúng ta sẽ sử dụng ma pháp thôi. Ok, và còn có đắt mấy cái xanh nữa và cái tấm phù hỷ mới nó vừa ra. Tuy nhiên là do nó chỉ là vừa ra thôi, và nó những tấm sau này ấy, có support thì lúc đó là tới lúc đó thì nó còn sale nữa mà. Thế cho nên để nó chết bây giờ mình sẽ chưa được kêu vào. Và trong cái việc mà tới lúc đó thì anh em đã farm được rất là nhiều game rồi. Đây. Tiếp theo đó chính là cái gói là Warrior Unite. Với Warrior Unite này thì chúng ta cần để ý một deck rất là ngon, đó chính là Six Samurai. Một cái deck mà nó không bị deck từ trước tới giờ luôn. Tôi nhớ là hồi xưa nó có một lần nó bị Ameta, tại vì đằng đấy hình như là chơi theo kiểu là sao nhờ, Control hay sao ạ, nói chung là chơi theo kiểu mà cho con CN nó không ra, nó không đáp xuống sàn luôn ấy. Thì cái hề mà cái bắt này vừa ra thì con CN này nó rất là đáng sợ luôn. Tôi chơi ganh chẳng nào cũng gặp CN, ma pháp 7 điều gặp nó là sợ quái cả trưởng nha. Hồi đó toàn ma pháp đẹp trôi thôi chứ đâu đâu thì gặp mấy cái ma pháp để về đấy, chứ nó không có toàn là banish như bây giờ. Thế cho nên là con CN này nó rất là lực, và nó có cái tấm là đây, tấm này nó cũng rất là ngon. Cái tấm mà Six Samurai thường dùng nó có nằm trong đây không ạ? Ôi shit, nó không nằm trong đây rồi. Ok đi. Thì pop bánh này thì anh em chú ý rồi đấy, CN thôi. Thế là tính ra đến đây đo upside nên cái bóp này là cái bóp mà 50% sale rồi, anh em phải đấy thôi. Còn nếu mà nó không có sale thì anh em đừng có dạy gì mà lấy nữa. Đét này chúng ta lấy là lấy trứng thôi, chứ đát đo thì chúng ta không lấy làm gì, bởi vì đát đo nó bây giờ nó đét quá rồi. Đây, nó y chang cyber gây gành vậy đấy. 3 tấm bị đánh số 2 thì chơi bời gì nữa. Ok, nói gì thôi, ông nào chơi cyber gây gành ông đã hiểu mà. Hồi xưa thì tôi chơi đát đo, tôi múa rất là kinh, bởi vì đét đó là fair to play. Nhưng mà có vẻ như nó fair to play quá nên Konami ghét nó hay sao ấy, cho nên được. Ok, lý nhiệt luôn. Chứ tôi chưa thấy nó meta đằng nào. Identier chứ, chứ meta thì có. Tiếp theo chính là cái Absolute Inferno. Bát này thì chúng ta dùng để lấy con này nếu như chúng ta đầm mim hoặc là chúng ta lấy ra qua. Thì ra qua nó có ngon không? Nếu như nó là Master Deer hồi xưa thì mình rất là thích chơi ra qua luôn. Nói với mấy ông là hồi xưa tôi chơi ra qua là tôi chơi theo deck mà một tên Super Shooting Vasa ấy. Đấy, ở đó có cái Shooting Vasa đứng trên sân nó chủ nó lực quả trưởng luôn. Còn trong đây thì Shooting Vasa thì sum nó phải gọi là bố hấp hối, phải có skill mới sum nổi. Ok, thế cho nên là cái bắt này tôi không đánh giá cao lắm. Nhưng mà chúng ta có thể chơi được Nefit. Nefit thì cái deck hết bị bạo hành nhưng mà hồi nay không chơi với nó nữa. Hồi xưa thì người ta chơi với con này rất là nhiều. Còn nay thì tôi thấy là chim lửa này, phượng hoàng lửa này, lâu lâu còn nhét Jubel vô, thấy không? Tiếp theo là Dimension Visa. Dimension Visa thì chúng ta quan trọng là tấm trap và tấm mấy con tâm linh 3 sao tự nhảy ra. Còn mấy tấm còn lại thì anh em hít tấm nào cũng được, bởi vì bọn nó kiểu như me me á. Cho nên hít thì lấy, không hít thì thôi. Kivodation Beginning. Cái Givorization Beginning này thì chúng ta thấy có farm deck được này, hero này, nhưng mà tấm này chả được xài nhiều cho lắm. Chủ yếu là để farm deck. Còn Karakugi thì nó bị đánh số rồi. Hồi xưa cái hài mà Karakugi với Crystal nó tier không ấy, thì 10 chặn gặp hết 10 luôn. Đấy, hồi đó tôi cầm Crystal, nói chung là hai thằng Crystal phai nhau thôi. Cái hồi đó ganh nói chung là có một deck nó cứ đấm nhau hoài luôn. Một là Crystal, hai là Karakugi, thấy không? Nhưng mà hồi nay thì nó đổi rồi, cho nên là chúng ta chơi deck này là farm deck thôi. Farm deck được cái là nó cành tròn rất là kinh khi mà bài trên tay của mình bằng với bài trên tay đối phương. Đấy, cho nên là hết thì chơi, đấy.
chưa cũng chả ép mua gì. Còn cái patch mà Tornado of Phantom này nó Shida đến nỗi mà không ai biết tới nó cả, vì nó có một con meme đó chính là Game Boy Overrun, còn là những tấm khác các kiểu thì nó chung là không có tác dụng nhiều trong thực chiến, thế cho nên là chả quan tâm. Last Storm Gashin đây chính là một cái bóc cái đầu ngon, bởi vì nó có Bloodwing thì dù nó bị đánh số nhiều nhưng mà nói chung là nó cũng rất là mạnh. Ai gặp Bloodwing đi xa mà không có background ấy, là không có cành cho đấy, thì coi như xác định luôn để one tin kill, chắc chắn là one tin kill. Ngoài ra cái bóc này nó còn có cả ốc vị Sonai, một trong những lá chủ lực của Blue Eye. Nó còn có cả Bujinki, Gagan các kiểu, nhưng mà chủ yếu là đến này là Bloodwing và Blue Eye thôi. Thì mình nếu ai chơi Blue Eye thì chúng ta có thể là ba lo ốc Sainin, rồi sau đó lấy một cái cả ốc vị Sonai và là hai gái nếu anh em hơn, sau đó dùng thẻ lỗi dao bóp xét rồi ăn xe này. Thì cái bóp này thì như anh em thấy rồi đó, anh em nhìn vô tấm này có quen không, mấy tấm này có quen không, anh em sẽ không quen nó bởi vì nó không còn nằm trong meta nữa rồi. Hồi xưa con năm sau trong cái bóp này nó rất là mạnh, nhưng mà hồi nay nó không còn như xưa nữa, thế cho nên là chả ai quan tâm tới nó. Stardust Accelerator hình như deck này nó có mấy tấm support Ruai. Đây, chúng ta vô bóp này lấy con Ruai ra, rồi chúng ta lấy hai tấm này thôi. Đấy, ngoài ra thì những tấm còn lại thì nó đều không có giá trị bằng những tấm trong meta hiện tại. Cái những tấm Ruai luôn, nó cũng không có giá trị bằng. Ok, tấm này hồi xưa thấy nhiều người xài này, nhưng mà hồi nay chắc người ta chơi Alternate hết rồi. Tiếp theo chính là đây chính là một trăm tà đạo mà hồi xưa mà tôi và anh em hay xài. Hồi xưa meta của Luwai không được triệu hồi như bây giờ đâu. Người ta chơi Luwai, một là xài con kiếm Sumga, hai là xài Ancient Rune, còn ba là triệu hồi Kaibaman. Đấy, hồi xưa cho nên là ném cái con này ra là tà đạo luôn. Đâu rồi, nó đâu rồi ta? Đâu, nó không có nằm trong mắt này, nhưng mà nó có những tấm support cho nó. Đây, support cho Buster Player, nó nằm ở trong bóc ở dưới nữa, rất là tà đạo. Genesis là con này nó mở đầu cho kiểu nguyên dung hộp đúng không, tôi cũng chả nhớ nữa. Hồi tôi chơi là hồi đó dung hộp nó ra rồi, đâu chưa ra, hồi đó Yuki Yurai chưa ra, nhưng mà tôi không nhớ là cái bóc Yuki Yurai ra là lúc nào, vì hồi đó tôi còn mới chơi quá bỡ ngỡ, chưa nhận ra được mấy cái điều đấy. Thì cái bóc này chúng ta quan tâm là UA và những tấm bắt gao cực kỳ đỉnh cao của nó. Darkver thì mình đang thấy dấu hiệu trở lại, mà không biết là trong tương lai nó có trở lại hay không. Berninowa này thì anh em thấy rồi đó, không có gì cả, thế cho nên là chúng ta skip rồi nó. Deck này thì chúng ta sẽ bui theo kiểu là vampire, còn việc mà anh em hít chơi vampire hay không thì anh em không bui. Nếu mà anh em hít thì bui, còn không hít thì không bui, bởi vì nó đang sell mà. Đấy, thì deck này chúng ta quan trọng là tấm này. Hồi xưa thì nó quan trọng tấm này, còn hồi nay thì chơi kiểu EC đúng không. Hồi xưa là tấm này cành chó nó là kinh đấy, còn hồi nay thì chơi cái EC rồi thì tôi không bắt kịp meta nữa. Deck cũ của tôi còn x3 hết tất cả những tấm trong đây luôn, nhưng mà tôi không chơi vampire nữa, kiểu như là tôi không còn hít chơi vampire nữa đấy, cho nên là tôi không chơi vampire. Nó cũng sống rất là đau và cũng sống rất là họ, thế cho nên anh em có thể bui nha. Đây, Cassider cuối cùng cũng tới đó rồi, một trong những thứ mà làm trao đảo meta bằng cái tấm Silent Swordman level 5. Thật ra thì cái hệ của con này là Silent Swordman nó rất là mạnh. Hồi này hình như chưa có Noble Knight chưa lên meta anh em ạ. Hồi nay Noble Knight chỉ là một cái meme thôi, nhưng mà sau này ra EC nó mới thành meta. EC hả? Hay là Syndro? Ừ đúng rồi, EC. Ok, thì cái bóp này thì chúng ta kiểu hít thì lấy, không hít thì lấy à. Nói chung là cũng phiên anh em không nên bui luôn. Đây, một trong những bách đã đầy nhiều kỷ niệm nhất của tôi. Mấy em sẽ không biết được cái giá trị của nó cả nào. Đây là tier 1.
hồi xưa thôi, hồi xưa nó là tier 1, còn hồi nay thì không còn như vậy nữa. Tuy nhiên phố 2 nó vẫn sắp rất họ và meta hiện tại nó vẫn còn múa được. Nhưng mà tỷ lệ hull của nó rất là cao nên mình cũng không phiên anh em dùng. Nói chung là nhìn cái bách này tôi thấy là kỷ niệm tràn về hơn. Qua đèn so. Qua đèn so này thì chúng thứ nhìn vô, ok. Thứ nhất là nếu anh em đam mê chơi Hego thì đấy mát chen. Vì Hego hiện tại nó chơi theo kiểu OTK, nhưng mà dù nó chơi theo kiểu đấy nhưng mà nó rất là bền và meta hiện tại nó vẫn còn sống. Đây mát chen và Anki, thường thì anh em sẽ lấy 4 mát chen và 2 Anki, nhưng mà nick cũ của mình nó gone thôi, nó ra 3 Anki luôn, mình cũng chả nhớ nữa. Nick này thì chúng thì cái này chúng ta có những tấm rất là ngon như Dark Valilin, nick đồ Selin và Canadia. Ok, những tấm cực kỳ ngon và nó có cả Amazon nữa. Thế cho nên là ai chơi Hego thì sẽ bui deck này trước, bởi vì nó thứ nhất là nó sell 50%, thứ hai là nó có được cả Amazon và Amazon thì rất rẻ. Wow, đây là kỷ niệm nữa rồi. Đây chính là Spellbook, một trong những tier 1 hồi xưa với khả năng cạnh tranh cực kỳ bá đạo. Nhưng mà hồi đó nó không có 10 chặng là gặp 10 hằng. Hồi đó ai chơi cũng đú như nhau hết, cho nên là không gặp nhật meta. Nhưng mà Spellbook tới giờ nó vẫn còn sống rất họ, cho nên anh em có thể bui rất rẻ. Ok, chỉ có 80 bát rồi, rất rẻ. Control dù lúc đầu nó chơi nó hơi nhức não một tí, nhưng mà nó không nhức não mà người tôi biết, cho nên là chơi vẫn rất là ok. Ibis nói chung là nước thì sống rất họ. Nhưng mà có Gitchy Chain này, si tiếp là tách hết. Ok, không nên bui. Nếu mà ai chơi cần hai con đó thì lấy, còn vậy thì không nên bui. Đây là một kỷ niệm nữa. Hồi xưa tấm này chưa bị cấm, deck nào OTK cũng có nó hết. Thì deck này rất là rẻ và nó có siêu quan. Siêu quan nó cũng sống rất khó hết, cho nên là chúng ta hơi bui nó. Rainbow Burst, đây chính là cái bách mà nó có, nói chung là những tấm mà không còn meta nữa, nên chúng ta sẽ bỏ qua nó luôn. Và đây chính là một trong những cái mà tấm này tới giờ vẫn còn được xài nha. Thế cho nên là tấm này Get Isolate, mà Get Isolate ít người xài lắm, người ta chú ý là đem theo để làm đàm meme thôi. Đấy, còn chắc cho Death thì nó có một free một tấm rồi, thế cho nên là ok, nói chung là cũng không nên đấy luôn. Galactic Ogigin thì đây chính là một trong những Death mà chúng ta nên đấy, bởi vì nó có con Cosmic Cyclone này và Into the Void. Ok, ngoài ra chúng ta có thể có cái Gladiator biết thôi, chứ Hero trong đây thì nó cũng rất là Sida. Nói chung là chơi đấy cái Cosmic Cyclone thôi chứ không nên mua làm gì. Nearby không nên mua. Ok, đây tấm lại tấm này hồi xưa nói chung là bố của ức chế anh em ạ. Xài tấm này xong là lóc cái feel của đối phương luôn. Nhưng mà hồi nay thì nó không còn được ok như xưa nữa. Tại hồi nay là hồi xưa là spell chap là phải đánh nó mới kích hoạt được, còn hồi nay là thì nhờ hướng control thôi, camera cách gây red, cho nên mấy tấm như này không còn được xài nữa. Ok, không nên chơi anh em nhé, bắt này không nên chơi. Tiếp theo là Generation Net, nhìn cái hình nền thôi là chúng ta biết nên chơi đó. Có King of Swarm này, có Floodgate chấp hô này. Floodgate thì nó trị Benedum với Darkin, nhưng mà lưu ý là nó sẽ bị đánh số và về sau nó có thể bị cấm, cho nên là chúng ta có thể cân nhắc. Còn cái này thì anh em nhìn sơ qua rồi đó, chỉ có One of the Disruption là đáng giá thôi, những tấm còn lại thì nó ameta hết rồi. Electric Overlord này, Overlord hèn chi luôn anh em ạ. Hèn chi tôi không có kỷ niệm một cái bách này, bởi vì nó toàn mấy tấm mà tôi không, nó không có meta. Còn đây là hồi xưa nó là tạo ra cái thời mà anh em chơi Liver Dead Devil Úc. Ok, dành cho ai đam mê Butter Blazer thì chúng ta mới nên chơi deck này thôi, bởi vì deck này là chơi theo kiểu diệt gồng anh em ạ. Đây hết, chả có gì cơ cả. Tiếp theo chính là Dawn of Destiny, một trong những cái bách mà ai chơi chim cũng phải hòng qua nó. Để lấy con phượng hoàng này. Ok, hết thế thôi. Trên em còn cầu mong gì hơn ở một cái bách nữa. Faikin nè, Faikin thì nó rờ với nở, cho nên là chúng ta không quan tâm lắm, chúng ta bóc phát là gái mà.
Còn ở đây thì Ameta hết rồi, trừ tấm này. Trừ tấm này ra thì mấy tấm còn lại thì hình như nó Ameta hết rồi anh em ạ. À con này nữa, con này chơi với khủng đâm rồi. Ok, Ameta hết rồi. Tiếp theo là thật ra tôi khi mà tôi không có kỷ niệm về cái bách nào đó thì cái bách đó chắc chắn là nó không có nổi trội, và tôi không có kỷ niệm về cái bách này chuẩn rồi mà. Này tấm này dùng để chơi với Siwan hồi xưa này. Ủa quách à, nãy giờ tôi có lướt qua Siwan rồi, tôi tưởng nãy giờ quên lướt qua Siwan chứ. Wakie Ray thì tấm này thì chúng ta sẽ có được Revive Rat. Và không còn gì nữa. Ok, chúng ta đang đi sắp tới những cái boss cuối cùng rồi. Nothing. Nailbat. Nailbat có Miku Wall này. Nhưng mà bây giờ không còn xài nữa. Hồi nay toàn chơi effect thôi. Cũng phải giặt luôn. Ok, chúng ta đang đi tới những boss cuối cùng và xem coi chúng ta sẽ có boss nào quý giá nhất. Nhỉ? Ameta luôn, hồi xưa thì quả táo này nó hay bị lật, nhưng mà hồi nay nó Ameta rồi. Ok, cũng không có gì luôn. Và đây chính là cái bóp cuối cùng, một trong những bóp mà mình đánh giá cao nhất, lỗi nhất mà Konami từng tạo ra. Bởi vì tấm này này rất là ngon. Tấm này nữa này. Ui, tấm này nữa mình quên. Tấm này nữa. Tấm này rất là ngon, ngon hơn cả Blue White Ultimate hay gần luôn. Tấm này này, Fusion Ray. Đấy. Nó đây chính là một trong những cái bóp mà có những cái đế, những cái tấm mà nó rất là ngon. Tấm này nữa. Và nó được xài cho đến sau này luôn. Đó. Thế cho nên là ông nào mà gánh háng thì có thể bôi cái bóp này. Nhưng mà thật sự tôi kêu tôi phiên mấy ông là bôi những đế như là Magnet, Chiamit, Vendred đi. Để em mua mấy bóp đó thì bôi qua support của nó. Support của nó có mấy tấm mà đi chung. Đấy, thì bui 1 được 2. Đúng kiểu bui 1 được 2 luôn. Rồi sau đó bui 2 thì được ra 4. Bui 4 mà được ra 5, ra 6. Đấy, nói chung là mấy mà cứ bui theo chuỗi như thế thì được ra được rất là nhiều đét. Cho nên là đấy, như là đây Chiamit này, bui thì chúng ta được qua Kiga và Kamakat. Cho nên là chúng ta cứ bui theo kiểu là Chiamit, Chiamit và là Magnet. Và là nếu mấy ông hít ở gió là bui Venret cũng được. Venret thì nó hơi cực một tí nhưng mà không sao. Rồi, và nếu em hít điện thì quên like, đăng ký kênh, chia sẻ video này. Không bỏ lỡ tiếp theo nha. Chào hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo sau. Bye bye.